tảo mộ trong dịp tiết thanh minh là một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Đây không chỉ là dịp con cháu tưởng nhớ về ông bà tổ tiên mà còn là thời gian để chúng ta sửa sang, vệ sinh sạch sẽ khu mộ hoặc điều chỉnh lại phong thủy. Khi đi tảo mộ, bạn nên chú ý một số điều cần cấm kỵ sau. Điều số 1. Tuyệt đối không đi cúng tế một mình hay đi ở những con đường hẻo lánh. Tốt nhất thì bạn nên lựa chọn những con đường tấp nập. Có nhiều người đi để tránh gặp nguy hiểm cho bản thân. Nếu xét quan niệm phong thủy thì khi đi đến những nơi như thế này bản thân sẽ rất dễ nhiễm tà khí. Do đó nên đi cùng người thân tránh đi một mình. Điều số 2. Trong quá trình đi cúng tế và tạo mộ, thì có tâm và thái độ chân thành đối với người bất cứ ngôi mộ nào gặp phải trên đường đi đều phải thể hiện sự tôn trọng, cung kính, không đạp hay ngồi trên mộ. Không làm xáo trộn quá nhiều đất, lá xung quanh mộ, dễ ảnh hưởng đến phần âm bên dưới. Điều số 3. Khi quyết dọn thêm đất hay trang trí thêm hoa tươi cho mộ, chúng ta thường chỉ chú ý đến mặt trước mà quên đi mặt sau. Đúng ra là phải cải tạo và dọn dẹp cả phía sau. Trong lúc cải tạo thì cần thành tâm, cung kính, Điều số 4, để tránh mang lại những điều không may cho bản thân thì trong lúc tảo mộ chú ý không dẫm đạp hay nghịch phá những đồ cúng lễ của các nhà xung quanh. Đặc biệt với những em nhỏ, nếu có dẫn theo thì cần phải trông coi cẩn thận vì trẻ con không biết rất dễ mắc phải những sai lầm trên. Điều số 5, con gái đến ngày, đến tháng cũng không nên đi tảo mộ, phụ nữ đang mang bầu cũng cần tránh không đi tảo mộ. Điều số 6. Những người được xem là yếu bóng vía khi đi tảo mộ, về nhà thì nên đốt một chậu lửa để bước hoặc là có thể lấy nút lá bưởi để rắc xung quanh người để loại bỏ những tà khí đi theo. Dấu hiệu để nhận biết bị nhiễm tà khí là khi đi tảo mộ về, đó là bị sốt hoặc cảm không thấy khỏe, khó chịu trong người. Điều số 7. Đi tảo mộ thường tập trung đầy đủ người trong nhà nên các bạn trẻ hoặc các thành viên trong gia đình có thói quen chụp ảnh tuyệt đối tránh việc này. Điều số 8, nên sửa sang lại bốn phía xung quanh mộ, vừa để bày tỏ tấm lòng thành, vừa để xem xét tình hình khu mộ của Tổ tiên. Điều số 9, trong dịp tiết thanh minh, có rất nhiều điều cấm kỵ để tránh vận xui và mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Không mua giày, không đi đêm, nếu có việc phải đi thì cũng nên cầm theo một vài vật tránh tà như dao, tỏi.